Được, chào bên máy con là bộ xe viên tiếp theo là giới thiệu bên em một cái dòng này là dòng Suzuki, dòng xe hạt dưa là đế độc biến nha quý anh em. Dòng này là đọt nó đã rực đã lửa luôn nha quý anh em, trước quay cho quý anh em đã lửa luôn nha, đã rực luôn ha. Đó dòng xe kim mà cái lá của nó này anh em thấy không, đây là những cái lá tược non là nó vương nắng anh em thấy không, thì nó ra là hơi hơi dài một tí chứ bình thường là cái lá rất bé nha quý anh em. Cái này là cây chân rễ quái, bộ rễ nó trông sâu dưới để nuôi cái bộ đế với anh em, nó còn vẫn lắc nhưng mà không sao. Còn dạng xương trên này anh em thấy người ta nuôi cái tay, cái dòng này rất là lâu lớn, người ta nuôi cái tay của nó là bằng cái cây bút rồi. Những cái cây này nó rất là lâu, tược rất là lâu anh em không. Thì ở đây là khi mà nó về thì nó sẽ kiếm những đọt sen ri ri này rất đẹp nha quý anh em. Đó thấy chưa, này cái đầu bút này anh em so sánh là anh biết nha. Đây anh em thấy chưa, đấy rất là đẹp bé nha. Và đặt những cái đọt sen này là kéo những cái đọt này thì thấy rất là rí, và khi mà nó về nữa thì nó sẽ kéo những cái đọt sen lên nhiều hết toàn bộ của cái cây này luôn, chứ nó không phải kéo một vài đọt, bởi vì cây này là cây đang bón phân kết phân để nuôi á. Đó anh em ha, thì bây giờ anh em coi này, để cho hoa nha. Hoa là hoa nó trong đây rất là nhiều đây, đây này anh em thấy chưa, để cho hoa nè. Để cho hoa nè, để cho hoa những cái đầu cành nè, hay chưa, nứt đầu cành là cho hoa rồi đó. Thì anh em nó về rồi thì anh em mình yêu cầu vô thích alo á thì vô lưu cái này nha, vừa giống vừa hàng đẹp nữa ha. Và bạn nó kéo hoa trong những cái đọt hoa trong này. Đấy. Rồi anh em nhu cầu liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Để quay hoa để cho anh em xem ha, trên những cái đọt cành này. Đây nó sẽ kéo hoa trên những cái đọt này, đó hoa đó này, nó kéo trên những cái đọt này. Đọt này ha, và trong này. Đó những đâu này. Trước em quay cho quý anh em cách đây khoảng tuần chưa có hoa. Quay giới thiệu dòng sen chưa có hoa, và đặc biệt là thân cốt rất đẹp. Này mấy cọng dây nhôm này là mình giữ sơ sơ này, chứ cái tay cành này là nó thành rồi anh em thấy không, có giữ nữa. Đây là mình mới vô thép lại lần 3 lần 4 rồi đó, để cho nó giữ kiểu dạng nó giữ cái cây cho nó có dáng thôi. Và thân lắc rất đẹp nha quý nha. Thân pháp rất đẹp nha. Rất tự nhiên luôn nha, nó là một cái chân rễ quái mà người ta có nghĩa là bình thường ngày xưa nó ở thiên nhiên là nó đất là lấp kín vào đây luôn rồi. Và ta lấy nó về sống được ngày hôm nay thì rất là công phu. Và cái lá của nó anh em coi này, khi mà nó kiểu dạng như là nó về rồi, anh em thấy cái lá của nó bị tí không? Để bứt buộc cây hải châu dòng lá rí đi, dòng lá rí trên này đi, dòng mà đây là dòng mà sen cánh tròn, dòng mà lá rí thì mình bứt cái lá vừa nhất của nó nha, nó cũng đang có hoa anh em thấy không, rất sai hoa nha. Này thì để bứt rồi so sánh cho quý anh em xem, cây này là cây zin không ghép nha quý anh em. Nếu mà mình so sánh về cái độ lá của nó anh em thấy không, nó xuống dưới cái mức là rất là bé rồi. Những cái đọt sen của nó hầu như là bằng với là một cái lá kia. Và anh em nếu mà anh em so với những cái đọt lá nhỏ xíu như thế này nữa này thì nó rất là bé nữa anh em không. Còn mình có thể mình so với những cái lá này thì nó 1 ký 1 10, bởi vì những cái lá này những cái lá tược và những cái lá dè, nên anh em mình chơi cây là anh em mình đừng có so sánh như vậy, mình so sánh là so sánh trên tổng thể. Đó anh em thấy chưa, một cái lá này mà để vô thì nó nằm tròn vẹn trong cái lá này luôn. Thì một đống lá này sẽ ship lại thành một cái lá này. Tại thế thì anh em nhu cầu yêu thích alo ha. Không dân nha. Hàng không rẻ đấy nha quý anh em. Chiều cao tính cho một chậu này khoảng 63-64 cm. Cái hoàn thân cốt của nó là khoảng 10 cm. Quý anh em. 10 cm. Cái này là cây chân rễ quái, hàng quái quý anh em. Rất là đẹp nha. Làm theo dáng dần nhân trực dần nhân rất đẹp. Đó, lâu lâu mới có cây chân rễ quái để anh em mình tham khảo nha. Và đặc biệt là cây này là không có bỏ một cái mặt chết hết, mặt dê của nó là đều sống từ đây đến đây hết. Nó có những cái quét thèo qua rừng chút chút như thế này thì không quan trọng nha, những cái quét thèo chút xíu rừng này không có gì vấn đề hết nha, không bao giờ bị mục bọng bể hư hết nha, nguyên quỷ cốt sống hết luôn, nuôi đế nuôi rễ nó chứ này, chôn là rất nhật. Lắc lắc nó hơi rung rung chút thôi chứ không có vấn đề gì hết. Vừa mình còn giữ thiếp này bấm thẻ đây rồi, nên còn alo của số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Đọc số điện thoại Zalo là 0932411987 quý anh em.